Mấy bà thấy cái quảng cáo Long Mi 500 này chưa? Rồi mấy bà không biết là có sự thật là nó có hiệu quả hay không đúng không? Rồi nó cũng mắc tiền nữa, mấy bà tiếc tiền chưa có dám bỏ ra mua đúng không? Tôi có mua. Như mấy bà đã biết rồi đó, thì tôi là có cái tiền sử tiền án là đó, những cái cục dán Long Mi của tôi nè đó. Cho nên bữa nay tôi đã mua một cái bộ Mi 500, cũng gọi là mắc tiền á chứ không phải rẻ đâu nha mọi người. Đó, nhưng không biết xài có sao không? Chưa có dám xài, để bữa nay xài thử để quay clip lại cho cái cảm xúc đầu tiên đó, lần đầu làm chuyện ấy nó chân thật đồ đó. À, cái này là cái gắn cái mi vô cái 500 nè. Trong cái bộ này thì có hai cái mi nha mọi người. Nói chung là tôi mua cái mi nó tự nhiên. Ủa sao gỡ ngoài không ra? Ủa chết mẹ, gỡ cái cục này chứ. Tự nhiên tôi gỡ cái cục đế nó. Cái đó là người ta dính vô đó để dính cái này. Ủa là gắn sao ta? Mấy bà cái lông mi vậy đúng không? Là mấy bà phải gắn nó vô trong vậy nè, đúng rồi, chính xác. Đó, chỉ cần là chỉ bỏ vô cái là được thôi đúng không? Ủa? Ủa? Sao nó dính lại rồi ta? Ok. Chết mẹ, nó dính nhau rồi. Trời ơi, nó dính vào cọng lông mi thiệt của tôi. Later. Ok. Ủa là dính vô ta? Ê vậy nha, rất là niềm tin nha. Tôi coi quảng cáo tôi rất là niềm tin vô luôn á. Tôi nghĩ là tôi chắc chắn tôi sẽ làm được luôn. Tôi nghĩ là đây chính là chân lý của cuộc đời mình rồi. Tôi không cam tâm. Uống mì cái nha. Sao giờ nó không dính không ta? Chứ để như vậy nè, xong rồi chứ ịnh vô là nó dính thôi. Là 500 giữ chưa trời? Là có 500 chưa? Ê, như tôi để lộn cái đường đẩy nha. Với 500 nó có lực hút lực đẩy, tôi để lộn cái đường đẩy. Nó dính như nhau nữa rồi. Mà cái máy tôi thấy nó không ổn nha. Tôi sẽ để một cặp ở dưới, một cặp ở trên, tôi tự làm tay luôn. Con người sinh ra máy mất. Ôi, thấy chưa? Thấy chưa? Dính liền. Ổn liền. Tôi chưa có làm kỹ. Đợi xíu. Nó dính lông mi thiệt thôi. Nó dính lông mi thiệt. Ê, chết rồi. Hello. Nó dính cái lông mi 500 vô trong lông mi thì bây giờ chồng tắt hai cái đó, chồng gỡ ra giùm nhỏ nhé. Rút ra. Hình như miếng da gì đó, lấy nhẹ thôi nha. Ui. À đau quá hả? Ui. Ê, nó dính một miếng da. Ui. Nó dính một miếng da mấy bà ơi nè. Đó. Ui. Ui. À giờ tôi tắt hai cái đó. Trời ơi, chảy mắt sống luôn hả? Ủa đau vậy luôn hả? Nó nhiếm thật. Nhiếm sao? Có nghĩa là hai cái lông. Ủa nhớ mắt sống ngon hơn vậy. Gì nạp sữa ngon, ngon lắm. Rồi thôi tắt máy đi, ăn nạp sữa này nghỉ đi. Lông mi này thích hợp cho những ai đã có lông mi dài. Và đặc biệt là có thể dài hơn cái này thì mới gắn được nha. Lông mi gắn nhưng mà ai có lông mi dài mới gắn được. Lông mi ngắn không gắn được.